thì 1.000 nó không là gì hết, nhưng mà nếu như mà tất cả mọi người chúng ta cùng nhau chung tay tham gia vào trong cái chiến dịch ý nghĩa này thì mình tin rằng là những cái trường học của những em bé Hà Giang sẽ sớm được thực hiện thôi. Hay, dự án rất có ý nghĩa, con sẽ ủng hộ cho Jellybee. Đây là một chương trình vô cùng có ý nghĩa để thực hiện hỗ trợ cái thực hiện cái quyền được phát triển học tập của trẻ em vùng sâu vùng xa.